Hoa hậu Thùy Tiên khiến fan đứng hình 5 giây vì giống hệt Sơn Tùng MTP. Kể từ khi đăng quang tại cuộc thi Miss Grand International 2021, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Thùy Tiên luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Không thể phủ nhận rằng danh hiệu Hoa hậu giúp người đẹp sinh năm 1998 được chú ý nhiều hơn. Bên cạnh đó, những hình ảnh trong quá khứ của Thùy Tiên cũng được netizen nhiệt tình đào lại để troll cô nàng. Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh Thùy Tiên thời bún ra sữa đã khiến netizen được fan dậy sóng. Trong đoạn clip, Thùy Tiên xuất hiện với làn da ngăm, tóc mái xéo huyền thoại và trên tay đang cầm micro hát karaoke. Có lẽ những hình ảnh này đã quá quen thuộc với chúng ta bởi ai cũng từng có quá khứ lẫy lừng như vậy. Nhưng khoan, các fan bỗng đứng hình 5 giây vì trong nhiều khung hình Thùy Tiên lại giống Sơn Tùng MTV đến lạ. Netizen liên tục cảm thán vì đâu đó đã bắt gặp hình ảnh Sơn Tùng thời gây sốt bằng hit Cơn Mưa ngang qua, đồng thời cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước dáng vẻ lúc này của Thùy Tiên. Ai cũng biết Thùy Tiên xuất sắc thế nào khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, song cũng khiến cô phải đối mặt với những bình luận trái chiều. Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện, người đẹp 9X đã có những chia sẻ về việc bị chê bai ngoại hình thời điểm mới đăng quang cuộc thi nhan sắc quốc tế. Cụ thể, Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết bản thân phải đối mặt với nhiều ý kiến như răng to, tai to hơn mặt, cô này có gì đẹp đâu. Trước những phản ứng tiêu cực này, Miss Grand International 2021 bày tỏ, tôi tin rằng cái tôi thắng được trái tim ban giám khảo không phải là vẻ đẹp ngoại hình, vì giữa 60 vẻ đẹp từ khắp mọi miền thì làm gì có một tiêu chuẩn cho vẻ đẹp xác định nào. Đồng thời, người đẹp sinh năm 1998 bày tỏ thêm, tôi tin mình không thắng được trái tim khán giả nhờ vẻ đẹp ngoại hình mà nhờ vào sự tự tin, bản lĩnh và sự nỗ lực của mình. Thùy Tiên cũng từng nhấn mạnh rằng đằng sau những hào quang và sự danh giá của chiếc vương miện là cả một hành trình không hề dễ dàng. Cho nên bất kỳ cô gái nào khi đã đội chiếc vương miện lên đầu thì phải luôn làm tốt trách nhiệm của mình với xã hội. Trước đó, trong buổi livestream đầu tiên với tư cách Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên từng lên tiếng phản hồi khi có ý kiến cho rằng cô không xứng đáng với ngôi vị này. Tranh cãi sau cuộc thi là chuyện bình thường, tôi chỉ muốn nói với những ai cho rằng tôi không xứng đáng. Tôi sẽ chinh phục bạn như cách tôi chinh phục đất nước mình, vì thế tôi không nghĩ chúng ta cần phải tranh cãi cuộc thi nữa. Thời gian sẽ trả lời tất cả, hãy cứ theo dõi nhiệm kỳ của tôi sẽ không làm bạn thất vọng. Đây không phải lần đầu tiên Thùy Tiên chia sẻ về việc vấp phải những ý kiến trái chiều sau khi đăng quang. Trước đó, khi được hỏi về vấn đề này, người đẹp sinh năm 1998 bày tỏ, tôi đã ở độ tuổi trải qua nhiều áp lực, ý kiến trái chiều xung quanh mình. Bây giờ tôi nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Tôi học cách nhận thức rằng mình không bao giờ đặt suy nghĩ của mình lên người khác, mà phải tôn trọng quan điểm cá nhân của từng người. Tất nhiên, khi mình đăng quang và được nhiều người biết đến thì sẽ có những ý kiến trái chiều. Bên cạnh những điều tích cực, tôi nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn nên vượt qua cũng khá dễ. Đồng thời, người đẹp cũng nhắc đến tuổi thơ sống xa bố mẹ và ở với dì bà. Chính điều này đã giúp cô trưởng thành mạnh mẽ, trở thành một người luôn năng động và dặn bản thân phải nỗ lực làm việc chăm chỉ. Tôi không phủ nhận rằng trước đây, đôi khi tôi cũng bị mất bình tĩnh dẫn đến những hành động cảm tính, nhưng rồi mình cũng tự rút kinh nghiệm và dần dần cũng chín chắn hơn trong suy nghĩ quyết định sau này. Miss Grand International 2021 trải lòng. Nhờ những sóng gió tôi luyện, Thùy Tiên ngày càng tự tin. Tiên nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể chịu được sức nặng của chiếc vương miện Miss Grand International. Hiện tại, Thùy Tiên muốn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh, dẫn chương trình và diễn xuất. Khi đứng trước cơ hội, cô sẽ luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh để người khác không lợi dụng được lòng tin của mình.